dễ dàng cho một ai nếu không gian khổ. Đừng quá mơ ước hão huyền, trên đường đời còn nhiều chông gai. Dù biết đắng cay cũng nhiều, nhưng vì đâu vẫn luôn thất bại. Thì cứ xem đó như là một bài học ở đời cho ta. Nếu không thất bại, làm sao có thành công? Hãy là chính mình để vượt qua bao tháng trường. Quyết tâm đến cùng, một mai ta sẽ thành công. Sống cho hết mình, vì một ngày mai tươi sáng. Sống đâu quá dễ dàng cho một ai nếu không gian khổ. Đừng quá mơ ước hão huyền, trên đường đời còn nhiều chông gai. Dù biết đắng cay cũng nhiều, nhưng vì đâu vẫn luôn thất bại. Thì cứ xem đó như là một bài học ở đời cho ta. Làm sao có thành công? Hãy là chính mình để vượt qua bao tháng trường. Quyết tâm đến cùng, một mai ta sẽ thành công. Sống cho hết mình, vì một ngày mai tươi sáng. Làm sao có thành công? Hãy là chính mình để vượt qua bao tháng trường. Quyết tâm đến cùng, một mai ta sẽ thành công. Sống cho hết mình, vì một ngày mai tươi sáng. Gian khổ, đừng quá mơ ước hão huyền, trên đường đời còn nhiều chông gai. Dù biết đắng cay cũng nhiều, nhưng vì đâu vẫn luôn thất bại. Thì cứ xem đó như là một bài học ở đời cho ta. Nếu không thất bại, làm sao có thành công? Hãy là chính mình để vượt qua bao.